Hôm nay tôi sẽ review bộ phim Anime Hay, câu chuyện của Rimuru Tempest, một người đàn ông trung niên từ thế giới hiện đại được tái sinh vào một thế giới mới dưới hình dạng của một con slime. Trong thế giới mới này, anh ta bắt đầu cuộc phiêu lưu để tạo dựng một xã hội bình yên và hòa thuận cho mọi loài, từ những sinh vật phàm ăn đến các sinh vật ma thuật. Câu chuyện bắt đầu, Milim, giết hắn đi, đại tiệc Apugi được mở ra để xử phạt Rimuru, người đã tự xưng danh ma vương, khi Jimuta đến đó. Người tiếp đón cậu ta lại chính là Milim đang bị thao túng bởi Layman. Mà thật ra cô ấy đâu bị thao túng. Nói chung là Rimuru bị Milim tấn công đến không kịp thở. Jimuta gặp nguy hiểm, không ổn cho Rimuru. Cứ thế này thì Jimizu sẽ tiêu đời. Cậu ấy phải làm thế nào đây? Và đúng vào lúc đó, trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Vi Vezoza, người bạn tri kỷ vĩnh cửu của Jimuta, bạo phong long Vezoza, khi cảm nhận thấy bạn của mình gặp nguy hiểm, ta đã lập tức bay đến. Ồ, có thật là vậy không? Ta nhớ là ngài muốn đọc thánh điển. À không, chuyện tranh nên đã tự ý đến đó mà. Sao ngươi biết chuyện đó? À lộn, không phải, không hề có chuyện đó, ta đến là để giải vây cho Rimuru. Ngài Vezoza tự ý xông vào tiệc Apugi giữa chừng. Vậy làm sao biết chuyện gì đã xảy ra? Là do tinh hồn ta và Rimuru kết nối với nhau. Nhưng sau khi Rimuru đại nhân đi, ngài đã nằm đọc chuyện tranh suốt. Dù đọc chuyện tranh ta cũng biết, không hổ danh là Vezoza đại nhân. Tiện thể. Không biết hiện giờ Jimuta đại nhân đang ở đâu nhỉ? Cậu ta đã về đến một nơi gần Tempest rồi. Lúc này hẳn mọi người đang ra đón cậu ấy. Vậy là cậu ấy sắp về đến rồi nhỉ? Nên tranh thủ học kỹ chiến tích của ngài ấy ở Apugi. Không phải người tìm ta nói chuyện để nghe diễn biến sao? Thật ra trước đó Jimuta đã nói chuyện với Hion và Jenny rồi. Ông ta nghĩ là Jimuta không tin tưởng ông ta. Không đâu, ngài đừng nói vậy. Tôi rất nóng lòng được nghe Vezoza đại nhân kể. Nếu vậy thì để ta kể tất tần tật cho ngươi về những chiến tích Jimuta đại nhân ở đại tiệc Apugi. Trong trận chiến với Vương quốc Phamut và nhà thờ Thánh giáo phương Tây, hay kẻ xâm lược dòm ngó Tempest, Jimuta đại nhân đã thăng cấp thành ma vương và giành thắng lợi. Và rồi, lúc ấy, Rimuru đại nhân triệu hồi và ban cho tôi cái tên Diablo. Sau đó, cùng với vua Kaze của vương quốc Argon, công tước Eza của vương triều Thalion, và ngài phu của vương quốc Lumun, họ mở cuộc nghị sự giữa lòng Tempest sau đó. Ngươi quên một chi tiết quan trọng rồi. Chi tiết quan trọng là gì vậy thưa ngài? Không có chuyện gì xảy ra trước mặt Rimuru đại nhân mà tôi không nhớ. Là chuyện cậu ấy được hồi sinh. Vậy là xong à? Chưa đâu còn tiếp, Rimuru tiết lộ chuyện mình chuyển sinh gặp gỡ Vezoza đại nhân, nhờ tất cả điều ấy mà người chiếm được lòng tin của quốc vương Gaze. Sau đó, vương triều phù thủy Thalion cũng quyết định thiết lập quan hệ hảo hữu với Tempest. Tất cả đều là nhờ sự túc trí đam mưu và lòng nhân đức cao cả của Jimuta đại nhân. Tuy nhiên vào lúc đó, đất nước Tempest sẽ diệt vong, Jamizi đã đột nhiên xuất hiện, đại tiệc Apugi đã được phát động, là tiệc trả của ma vương. Một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa tất cả ma vương, nhà thờ Thánh giáo phương Tây đã đặt tên cho ngày mà các ma vương gặp mặt là Apugi. Đó là nơi các ma vương tụ tập để uống trà và tán gẫu về các sự kiện gần đây hoặc các chủ đề thú vị. Theo lời ma vương Jamiri, Apugi chỉ cần sự đồng ý cả 3 trong 10 ma vương là đủ điều kiện tổ chức. Ma vương Layman, ma vương Frey và Milim đại nhân là 3 người đứng ra kêu gọi tổ chức tiệc để phán quyết Rimuru đại nhân, người đã xưng là ma vương. Không phải là Vezoza đại nhân cũng có mặt ở đó sao? Đương nhiên rồi, nghe nói cái gã Layman đó đứng sau và giật dây cho rất nhiều sự kiện. Hắn đã nhiều lần tiếp cận Rimuru đại nhân với ý đồ bất tiện. Còn Milim đại nhân bị Layman điều khiển tấn công ma vương Kazion. Điều khiển à, không phải đâu. Đó là ma vương Milim Nava muộn phá vỡ hết những hiệp định đã ký kết giữa các ma vương để hướng đến thú vương Kazion. Kazion thua trận, thủ đô Euzazania bị hủy diệt. Quân đoàn của Layman xuất chinh. Tuy nhiên, mục tiêu Layman không phải là tấn công thành phố, mà là vương quốc thú sao.
Mục tiêu của hắn là Eusazania, nhưng kinh đô đã bị tiêu diệt, những ngôi làng xung quanh toàn dân tị nạn. Mục tiêu của ma vương Layman có thể thức tỉnh để trở thành chân ma vương. Tuy nhiên cách làm của hắn rất kém cỏi. Do phán đoán mà hắn định săn lùng sinh mệnh của người dân ở vương quốc Eusazania, hắn định giết sạch dân tị nạn còn sót lại để thức tỉnh thành chân ma vương. Và thế là Rimuru đại nhân quyết định thân chinh đến đại tiệc Apuhi. Không phải Vezoza đại nhân cũng có một nhiệm vụ quan trọng sao? Ông phải ở lại Tempest vì muốn ông bảo vệ thành phố. Bảo vệ thành phố là công việc vĩ đại. Và rồi Rimuru đại nhân đến Apuhi. Buổi tiệc của các ma vương Apuhi chính thức bắt đầu. Những màn khiêu khích nhau chỉ muốn đập nhau ngay tại chỗ. Nhưng Rimuru tất nhiên không bị dao động những lời đó. Layman là một tên ba xạo. Một câu nói của Zimuza vừa dứt thì bọn chúng đã không kiềm chế được. Cũng chính là chứng cứ Layman. Hắn ta bực mình đập tay xuống bàn và hét lên. Thật lố bịch nói. Ngươi đã dùng ma pháp để ngụy tạo ảnh giả để lừa bọn ta đừng dùng mấy trò bịt đó. Nhưng Layman vẫn một mực cho rằng Rimuru đại nhân có tội yêu cầu phải xử phạt. Mimuza muốn xưng chủ minh ma vương vốn là minh chủ của rừng đại ngàn Zura từ lâu đã được xem như ma vương rồi. Nếu Mimuza có thể đánh bại Layman trước mặt tất cả mọi người thì sẽ cho phép xưng ma vương. Vừa dứt lời, Milim và Mimuza lao vào, các linh thú cũng triệu hồi phóng ra sức mạnh đánh Milim. Nhưng Milim đã lừa Mimuza quay lại đấm anh ta. Chuyện như lúc đầu đã kể thì các bạn đã hiểu, thì lúc này Vezoza lao ra đỡ cho Mimuza khi đang đọc truyện tranh. Và cuộc chiến bắt đầu. Cả hai bên đánh nhau, nhưng Layman đã bị lừa là Mimuza và bạn Milim. Nhưng hắn không sợ, hắn đã thử tỉnh, tuy nhiên vẫn bị Mimuza đánh bay xác, chính thức được lên làm ma vương. Phim đến đây kết thúc, các bạn nếu thấy hay hãy nhấn nút đăng ký kênh và like nhé. Cảm ơn.